dân quận 1 kêu gọi mọi người dân hợp tác, hỗ trợ, góp phần trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng bào và các bạn thân mến, chúng ta chỉ có thể kiểm soát được COVID-19 khi có sự chung sức của người dân thành phố. Ngành y tế kêu gọi sự hợp tác, hỗ trợ của tất cả người dân thành phố bằng cách thực hiện theo đúng hướng dẫn của ngành y tế. Thế trong đợt tầm soát nguy cơ lây nhiễm này tại thành phố, ngành y tế kêu gọi người dân hợp tác, hỗ trợ ngành y tế trong những vấn đề sau. Đà Nẵng từ ngày 1 tháng 7 năm 2020, báo y tế, cách ly tại nhà. Điều này rất quan trọng vì sẽ giúp kiểm soát nguồn lây nếu có. Do số lượng lấy mẫu xét nghiệm khá nhiều, nên ngành y tế sẽ tập trung lấy mẫu tại các địa điểm được thông báo, không lấy mẫu tại nhà. Sau khi đã có lịch hẹn từ y tế địa phương, khi đi đến nơi lấy mẫu, chúng ta nhớ đeo khẩu trang và di chuyển bằng phương tiện cá nhân. Hợp tác với trạm y tế trong khai báo y tế, điều tra dịch tễ, trung thực trong khai báo y tế, đợi thông tin hẹn của y tế địa phương về thời gian và địa điểm xét nghiệm, tránh nghe thông tin không chính xác khiến tập trung đông đúc về một địa điểm làm tăng nguy cơ lây nhiễm. Đây là hoạt động giám sát nên xét nghiệm mang tính chất đánh giá tình hình dịch bệnh tại thành phố để có biện pháp xử lý dịch phù hợp. Do đó, nếu chúng ta không rời Đà Nẵng từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 thì không cần thực hiện xét nghiệm trong đợt giám sát này. Điều này giúp tránh lãng phí nguồn lực hiện có. Nếu chưa cách ly đủ 14 ngày thì dù có kết quả xét nghiệm âm tính, hãy tiếp tục cách ly đủ 14 ngày. Đôi khi chủ quan mà chúng ta có thể vô tình làm lây lan dịch bệnh. Ủy ban Nhân dân quận 1 kêu gọi mọi người dân hợp tác, hỗ trợ, góp phần trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng bào và các bạn thân mến, chúng ta chỉ có thể kiểm soát được COVID-19 khi có sự chung sức của người dân thành phố. Ngành y tế kêu gọi sự hợp tác, hỗ trợ của tất cả người dân thành phố bằng cách thực hiện theo đúng hướng dẫn của ngành y tế.